một tâm lý mà rất nhiều nhà đầu tư mới thường mắc phải. Đó là tâm lý gồng lỗ. Một người bình thường khi mà mới bắt đầu vào thị trường đầu tư thì họ sẽ, khi mà một lệnh của họ đã đi sai, họ thường có một tâm lý là gồng lỗ. Gồng lỗ đây có nghĩa là sau khi chúng ta vào một cái lệnh, chúng ta phải có take profit là chốt lời và cái stop loss là chặn lỗ. Đó là một cái tư duy một người professional trader người ta sẽ có. Nhưng mà đôi khi những người mới, họ sau khi cái lệnh nó đi sai hướng gần tới cái mức mà gồng lỗ của họ, cái mức chặn lỗ của họ đó, thì họ bắt đầu họ remove cái stop loss đó, họ bỏ cái stop loss đi, họ tiếp tục cố gắng gồng lên tới một cái mức mà chúng ta phải bỏ thêm tiền vào, tại vì margin call là đòi hỏi chúng ta phải bỏ thêm tiền vào để ký quỹ, để tiếp tục giữ cái vị thế, để giữ cái lệnh đó. Và cứ như vậy thì một khi nó đã đi sai cái trade plan, sai cái kế hoạch giao dịch của chúng ta rồi, thì nó tiếp tục bị lỗ thêm. Đó là một trong những cái tư duy và cái lỗi lầm rất căn bản của những người mới bắt đầu vào thị trường. Tại vì một khi nó đã đi sai trade plan của mình rồi, thì mình nên follow đúng cái stop loss và hãy cắt nó đi. Tại vì nếu chúng ta cắt càng sớm thì chúng ta có thể bảo vệ vốn tốt. Mà bảo vệ vốn tốt thì chúng ta cái cơ hội chúng ta kiếm vào số tiền bị lỗ, có nghĩa là số tiền chúng ta bị lỗ nhỏ thôi, thì nó dễ dàng hơn khi mà chúng ta phải cắt một cái khoản gọi là lỗ rất là lớn, ảnh hưởng ăn rất là sâu vào cái vốn của chúng ta thì cực kỳ khó luôn. Thì mà muốn nhắc lại cho quý anh chị và các bạn, cái phần trăm thua lỗ và để hồi vốn như thế này, nếu chúng ta thua lỗ 25% thì chúng ta cần phải thắng một cái lệnh 33% thì chúng ta mới hồi vốn. Nếu chúng ta thua lỗ 50% vốn, chúng ta cần phải thắng lệnh một lệnh 100% thì chúng ta mới hồi vốn. Và nếu chúng ta để mà ta thua lỗ 90% thì chúng ta cần thắng cái lệnh 900% chúng ta mới hồi lại vốn mà thôi. Vì vậy chúng ta hãy bảo vệ vốn trước khi mà chúng ta hãy suy nghĩ về vấn đề kiếm lời. Mà muốn bảo vệ vốn thì như thế nào? Rất đơn giản. Một khi chúng ta vào một cái lệnh thì chúng ta hãy nhớ đặt stop loss là mức chặn lỗ. Và một khi lệnh đã đi sai hướng thì chúng ta hãy tuân thủ cái mức stop loss đó và đừng dời nó xuống nữa. Vì nếu chúng ta dời, tiếp tục dời xuống nữa và chúng ta tiếp tục bỏ tiền thì chúng ta sẽ tiếp tục lỗ thêm. Và khi lỗ thêm, lỗ quá nhiều thì chúng ta rất khó cỡ. Thì nếu quý vị và các bạn muốn biết thêm những cái mẹo hoặc là những cái thông tin chi tiết về thị trường crypto thì có thể nhấn subscribe các bạn bell ở bên dưới để follow mọi những cái livestream cũng như là những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người nhé. See ya. Tự do tài chính, vững vàng trên mọi quyết định đầu tư. Đây có phải là những điều anh chị muốn đạt được khi tìm đến phương pháp đầu tư crypto? Đã có Ngộ Bùi Finance. Với khóa học đầu tư crypto toàn diện từ basic đến advanced, giúp anh chị nắm vững kiến thức đầu tư từ cơ bản đến chuyên môn, trang bị kỹ năng quản lý nguồn vốn, tài chính hiệu quả, hiểu rõ bí quyết đầu tư ngay cả khi thị trường đi xuống, sử dụng hiệu quả công cụ margin, spot, future, mua được coin trị giá 50 đồng, lãi đến 5.000 đồng, lợi nhuận sẽ nhân 5, nhân 10 nếu anh chị hiểu luật chơi. Đăng ký ngay, số lượng có hạn.